Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của TrueSmart. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái trick vô cùng hay ở trên iPhone. Giả dụ như bây giờ mà anh em đang cãi nhau với người yêu chẳng hạn, mà người yêu nhắn tin cho mình nhưng mình vẫn là muốn xem là cô nhắn cái gì. Thế nhưng mà mình lại tỏ thượng đẳng một chút là mình không xin. Thì bây giờ làm cách nào để có thể xem tin nhắn nhưng mà không xin? Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em một cách là vô cùng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào Messenger này. Đó. Và ở đây em đang thấy là mình đang có được một cái tin nhắn. Bây giờ là ví dụ như mình muốn xem chẳng hạn, nhưng mình không muốn để lại dấu xin, thì bằng cách là các bạn sẽ nhấn giữ giúp mình vào cái nick này. Đó. Thì với 3D Touch của Apple, người ta sẽ giúp các bạn là xem được tin nhắn này anh em này. Alo, Belo, Celo, Delo, Alo. Đó. Và bây giờ cái điểm đặc biệt ấy của cái trick này, đó chính là khi mà anh em ấn ra ngoài này. Đó, chúng ta hoàn toàn là chưa hề xin cái tin nhắn này, nhưng chúng ta vẫn có thể là đọc được những cái nội dung ở trong cái phần tin nhắn này. Đây là một cách rất đơn giản để chúng ta có thể là vừa dỗi người yêu mà lại vừa muốn xem là cô ấy nói gì với mình. Và mong rằng là với chia sẻ của mình thì anh em có thể làm một trick này nhé.